Vâng, và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái video mới nhất trên kênh YouTube của mình. Và trong cái video này thì mình sẽ đi chơi cho anh em một con tàu, đó là con khu trục hạm RF Antra Project 1199. Và có anh em mà có nhắc mình làm về lại con tàu này ấy. Rồi thì trong clip này thì mình sẽ đi làm luôn cho anh em. Đây là một con tàu mà theo mình đánh giá thì nhìn cái vũ khí của nó rất là đa năng. Nó sẽ có rất là nhiều cái hướng lên cái trang bị cho anh em ấy. Nên mình nghĩ là sẽ có anh em thích và có anh em không thích. Cho nên là mình sẽ thay đổi tùy theo cái từng trận đấu anh em nhé. Thì đầu tiên ấy là cái gì đây? Ai kết bạn đây ta? Đầu tiên đó là một khe tên lửa X3. Đấy, X3 thì anh em để phối rất là nhiều loại tên lửa. Thì ở đây cái trận đầu tiên thì mình sẽ lắp cái đó là cái X51 nhá. Pháo đó là cái loại Bofor M42. Đấy, cái pháo này nó là cái loại cỡ 152 ly đấy. Đấy, mình sẽ chơi loại này chứ sẽ không chơi loại Monat rồi anh em nhá. Súng phóng lựu 5C này, 289 Mi-28. Và cuối cùng nó sẽ là cái phòng không. Đấy, con Antra này nó sẽ không có pháo tự động mà nó sẽ có là X8 phòng không. Hai cái X4 đấy. Ở đây mình sẽ lắp đó là hai cái thể loại CIVK1 và CIVKS2. Đấy, hai phiên bản khác nhau, mình sẽ thử xem là nó có hiệu quả hay không. Nếu nó không hiệu quả thì mình sẽ đổi sang các loại khác. Ok chưa anh em? Và chúng ta sẽ tạm thời này chiến luôn trận đầu tiên nhá. Con Antra này thì cơ bản thì vũ khí của nó thì đấy, nó có rất là nhiều cái xu hướng để cho anh em có thể lên trang bị. Đấy, nói chung là cái bộ trang bị nào mà anh em cứ lên đấy, mà lên theo cái hướng mà anh em cảm thấy là nó mạnh theo cái sở trường của anh em đấy nhá, thì anh em nên lắp theo cái hướng đấy. Thì thực ra là cái bộ trang bị thì cái nó cũng sẽ có cái điểm mạnh và cái điểm yếu, và chẳng qua là nó sẽ có phù hợp với cách chơi của anh em hay không thôi. Nhưng bây giờ mà bảo kiếm được một cái bộ trang bị nào mà 100% người chơi ai cũng cảm thấy nó ưng ý thì nó khó lắm. Đứng đây thử cái xem nào. Bắn thử cái. Thì combo này thì nó sẽ giúp cho anh em có thể đi dò được từ sớm. Ô, vừa có mát xong lại mất rồi. Chắc là mình sẽ đứng ở đây thôi. Có trang bị bắn thì mình sẽ lại chạy đi tiếp. Đây. Đừng tưởng đứng đấy mà thoát nhá. Ui xời ơi. Pháo này nó uy tín lắm anh em à. Pháo này hơi bị uy tín đấy. Rồi, xong rồi. Xong rồi, ui xời ơi. A City. Những cái trường hợp như thế này chúng ta phải xử nó từ sớm. Úi dồi ôi. Úi dồi. Sao thơm thế. Ở đâu ra thơm với anh em nhỉ. Và mình đang di chuyển một cách từ từ. Địch nó không có map mà. Chắc cứ thoải mái đi. Phát này là mình cho các bạn là riêu tôm luôn. Đây cơ. Đấy. Mình đã thích bắn bạn này cơ. Lúc các bạn ấy nhận ra một vấn đề thì mình nghĩ là quá muộn rồi. Ghê. Quá ghê. Quá ghê cứng. Hai bạn ấy làm cho mình mất một con trực thăng rồi đấy. Lại mất map rồi kìa. Mà cái chỗ này thì bắn kiểu gì ta? Chỗ này lại không có cái góc để mà bắn. Anh em phải lưu ý nhá, tùy cái trường hợp anh em hãy lao lên thôi. Cái trường hợp này là mặc dù nó có lợi thật, nhưng mà anh em không nên lao lên một mình nhá. Tại vì đồng đội của anh em nó chưa lên, mà có lên thì nó lên theo cái hướng kia kìa. Anh em bây giờ mà đi lên mà bị nó dí cho nó cũng toang ấy. Còn nếu mà xác định mà thực sự muốn đi lên để phối hợp cùng với team nhá, nên đây này, ví dụ như đi ở đây này. Đấy, sát là những cái chỗ tảng băng ấy, thì có gì để còn núp được ngay. À, bạn Việt Nam này. Ây Bạn ơi hãy đến. Đâu rồi? Vừa bắn được một phát rồi, đâu rồi? Quê hương chúng tôi. Đây rồi. Quất giờ heo. Lại hơi chậm rồi. Rồi. Không, được cái đầu với mình à. Anh Nam có trò gì? Chiu chiu. Gì? Úi ôi, đau. Mọi người ơi.
khổ quá người ơi. Nói chung là ok đấy, con hàn trang này anh em lên đồ theo cái hướng này thì nó gọi là giúp cho anh em có khả năng cấu được từ sớm. Đấy là cái điểm mạnh của cái X51. Hoặc là không thì có thể bắn để dò map. Ở trận này mình sẽ đổi sang cái loại tên lửa tiếp theo. Hay là cái lắp cái loại Zikon này vào nhỉ. Có cái lắp tạm Zikon nhá. Mình lắp thử mấy loại luôn cho anh em đây. Ở phòng không thì tạm thời cứ giữ như vậy. Pháo thì tất cả giữ nguyên đi. Ở cái phòng không ấy thì cũng được, nhưng mà về cái mặt mà chống tên lửa nó sẽ hơi bị kém một chút đấy nhé. Nó được cái là chống máy bay tốt thôi, cái bộ phòng không này này. Ở trận này mang Zikon lại không mang X51 thì đúng vào cái mát nó thoáng như thế này, bắn được sớm có phải ngon không chứ nhỉ? Rồi, ok, lên. À, hay quá, đi check đi anh ơi. Em không check nữa. Chú tẻ thành công. Em thấy, ui dồi, thấy rồi anh em ạ. Thấy là thấy chán rồi. Quá thua. Tất cả là thằng tại thằng Su Đặc Phù. Anh em ơi, ở cái tầm này thì cái loại 289 nó lại không có tác dụng với anh em ạ. Bạn ơi hãy đến. Thực ra cái loại pháo này bắn khá chuẩn nha anh em nhá. Nó bắn ít viên. Ít viên thành ra cái xác suất của nó chuẩn khá là cao. Ngaku đang có dấu hiệu muốn bỏ chạy anh em. Ở đây cái góc này thì mình lại không dùng được cái loại ngư lôi rồi. Có bạn côm cát kia, bạn ấy đang rất là cố gắng trong cái việc hạ sát Zikaku. Giữ mạng hay vậy ta. Giữ mạng hay nha. Đây, đây là phiên bản Valley con đây. Đấu với lại phiên bản Valley mẹ. Trời ơi. Đỡ được bao nhiêu thì đỡ. Cố gắng này. Trận này mang cái Zikon này bắn này thì nó hơi hơi quá đáng anh em. Á đồ long quăng còn có hai. Ui dồi ôi, ngầm anh em à. Có ngầm sao biết. Mất rồi heo. 62.000 máu à. Ui dồi ôi, rất là so di anh em nhá. Sao gì anh em, tại sao chúng nó cứ dí mình ta. Nó bắn lên tận 1.500.000 đam rồi. Hay lắm anh em ơi. Team phải hỗ trợ. Bắn ai đây. Đó, cái này phá tên lửa thì nó hơi quỳ bắp anh em. Đó, cái này mình nghĩ là anh em không nên chơi mấy cái loại tên lửa hay kiểu như thế này đâu nhá. Zikon thì nó ngon thật đấy. Bắn chỉ ngon tùy từng tàu thôi. Đó, tàu này vào sụp luôn. Ngay mình xả này, riêng tầm bạn mình không bảo mình xả. Bắn được nhà. Sụp. Con này có X3 phóng hiệu gì anh em, cái lắp loại 5C là hợp lý. Cùng nắm mà nghèo nắm thì anh em chơi loại thay bẻ sau 4A đấy, thế cũng được rồi. Còn bốc được 3 mạng. Hỗ trợ 1. Trận này chúng ta sẽ đi đổi nha. Đúng là thực sự không ăn thua. Cái này sẽ phối với lại cái R440 đi. Đấy. Còn cái CIVKS phiên bản 2 thì nó tựa tượng như cái phiên bản nâng cấp của cái 3M89 Palat ấy. Không thực sự là hợp lý lắm. EZ21 đi. EZ21 nha. Ôi dồi. Bây giờ cho vào cái map này. EZ21 cho vào cái map này. À lại có 099 kìa. 099 đi với lại 1199. À, có sân bay kìa. Sân bay này là sân bay gì? Đừng nói là CVN78 nha. 076 nha. 076. Bên kia có bạn Bảo Đảm Đang. Kì, là bạn Bảo Đảm Đang thì tôi chịu rồi.
anh em chỗ này lại có xu hướng muốn đi bên này à? Và được rồi, anh em đi bên này thì mình cũng sẽ đi bên này luôn. Lên đi anh ơi. Ui dồi, nắp cái gì đây? Con này là V280 V280 anh em ạ. Nhìn cái đầu tưởng, cứ tưởng là cái loại này là cái SV2. Hóa ra nó là V280. Ô, sao máy bay cứ bay đi bay lại thế? Đi có vẻ hơi ngáo tí. Lắp cái loại pháo này bắn sướng thật, bắn có 2 viên. Mình nghĩ anh em có nên có xu hướng tập chơi loại pháo này này. Ngon đấy. Con này mình lại mang thêm cả cái con Mi-28, thế nên nó phòng thủ sướng. Đẹp quá anh em ạ, vào trận thứ 3 nó cho cái map này chán quá. Như thế này thì chống máy bay thì nó hơi tệ. Nhưng mà được cái thì chống tên lửa thì nó ngon. Cái map phải chán quá anh em ạ. Thấy không? Có con một bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn, có một bàn chân lặng lẽ. Ôi giời ơi, thôi em xin các anh bắn như thế là đầy đủ, anh hạ em thế là khổ lắm rồi. Rồi X51 anh nhà bạn, Goscope mang X51 thì nhìn là biết rồi, sợ rồi. Các anh bắn như thế thì đúng là nhất các anh rồi. Để cái Easy21 nó cầu cao anh nhà bạn, bắn nó cũng sướng. Góc đấy thằng Goscope nó né vào trong cái góc này này vẫn bị gây sát thương. Gì đấy, lô này chắc là tốc độ phải 136 ấy, nhìn trôi nhanh quá, chắc hết cả mà. Gì? Ôi trời ơi, chạy nhanh thế à, rồi ơi. Khó đánh nhỉ anh em nhỉ? Khó đánh ấy. Ông kia chắc là chết rồi. Cái ông bên mình còn không tên nữa chứ nhỉ. Hai ông bên này đi móc lốp à? Ui trời ơi, cố lên anh ơi. Năm km không thấy được góc này, không thể thấy được. Thỏ ra lòng vách anh em ạ. Mình khá là ngại gặp mấy con tàu pass nha. Có hỗ trợ được không? Long Beck đối đầu với lại Ancha Project 1199. Toang không? Toang. Nhưng mà bên mình cũng hỏng hết 2 ông rồi. Có sung sướng cái gì đâu? Ôi, team mình, ui dồi ôi, team mình đi vòng hết đằng sau ạ. Thôi, hỏng rồi. Thôi. Tầm này chỉ có chuồn là tượng sách. Team mình là team lỏ rồi. Team quá lỏ anh em ạ. Chạy. Chạy ngay đi. Trước khi mọi chuyện dân tôi tệ hơn. Quả đấy mình người đứng lại mà đi vòng với chúng nó bên kia là kiểu gì bị toang. Mình không có giải, mất con trực thăng cũng được. Chấp nhận. Thấy mình không? Nó có thấy mình không? Thằng ông 076 đang được bắn rất sướng rồi nha. Ui giời, phá mục tiêu chậm quá anh em ơi. Hay quá ha. Vã. Em phải vã từ trong trứng em vã ra. Thằng kia chết. À. Ghê ta. Không chết này. Phải chết. Cái góc này là em đã chuẩn bị sẵn cái tâm lý để em chạy rồi anh em ơi.
móc đi. Thấy. Thấy. Ôi thôi thôi thôi, bé hạt thè. Bỏ quá bỏ qua. Anh sẽ không biết cái gì nó đang chờ anh đâu. Đấy rồi, có tàu sân bay quay về hỗ trợ đấy rồi. Anh Phú Thọ à, anh bảo đảm đang à. Đảm đang hay không thì mình không biết nhá. Đảm đang mà không có dấu là ý nghĩa nó hơi khác đấy. Lan Phú Thọ à. Chín anh em ơi, cứ đi lên đi. Tầm này đội bạn sức yếu thế cô rồi. Trận này nó hơi lâu anh em ạ. Gần 7 phút đồng hồ rồi. Vã luôn, bây giờ mới thả trực thăng thì đúng là không kịp nữa rồi của Khánh Phương. Một triệu mấy rồi. Cái ông Trung Quốc kia thì lại đi tìm ông sân bay. Cũng được, đỡ mất thời gian. Đấy. Đấy. Tử hình. Đây nó gọi là giao án tử hình. Ô không ăn được cái mạng ấy kìa. Nói chung là cũng cây nhà lá vườn thôi. Cũng vẫn bảm ạ. Nhưng mà phải công nhận con An Cha chơi sướng chứ nghe. Chơi sướng đấy. Không phải là chơi không sướng đâu, cái gì đây. Thôi tía nhận sau đi. Trận này là Easy 21 này. Thôi đổi sang nốt tên nữa cho nó hết clip đi nhá. Chứ bây giờ mà nắp DF 17 rồi. À thôi nắp DF 17 anh em nhá. Đây sẽ là cái trang bị cuối cùng mình sẽ nắp đây này. Clip này sẽ không chơi với cái loại huyền thoại. Cái này thì 5C thì mình nghĩ là ok rồi. Anh em có không có loại thay bẻ 64A thì lắp, không có thì chơi cái loại ấy lại được này. Hay là cái CH901 nhỉ. Cái này thôi, nắp cái rocket này. Đó, trận cuối mình sẽ nắp cái rocket nhá. Rồi chúng ta sẽ đi chiến luôn. Hy vọng là trận cuối này anh em chúng ta lại phối hợp với nhau nhiệt tình ăn ý. Đắc như quả đấy, mình xa đồng đội quá, cũng may mình còn cố gắng là chuyển hướng về hai phía người đồng đội của mình ấy. Để tìm cái góc ngon ngon mà chuẩn bị phòng thủ ngay từ đầu. Nên lúc ba thằng chúng nó ra mình có cái góc cực kỳ đẹp. Nhiều khi cái cách là di chuyển chọn vị trí nó cũng rất là quan trọng. Cái góc đấy trường hợp mà hai thằng nó có lao lên nó dí mình thì mình vẫn đi thẳng, mình ngoành phát là mình sẽ núp được cái tảng núi luôn. Mình tính ở trong đầu là như thế. Trận cuối này gặp cái team đội bạn là hơi khó nhằn đấy. Đã đi chung với nhau hoàn toàn level 3x với 5x thế này. Nào anh em đi hướng nào? À rồi, đi hướng ý, chấp nhận. Mang DF 17 này là em ưa bắn xa đấy nhá. À, ngoài à? Vâng, ông này ông ấy bẻ cua nhanh thế biết chứ nè. Bẻ cua nhanh đấy. Thì anh em chúng ta sẽ đi hết theo hướng này thì những cái thằng mà nó đi vào đây này đấy, sẽ là những cái thằng nó bị hớ. Các bạn chat như toàn chữ Ấn Độ nhưng mình có hiểu cái gì đâu. Mình không hiểu. À đây rồi, úi dồi. Doctor Robot à. Thôi xong rồi Doctor Robot. Và thằng Doctor Robot xong luôn anh em ạ. Nguyễn Văn Song quê ở Nam Hà. Rồi chúng ta sẽ ra đây. Hát đồ. Cho nó mất luôn. Ngang cái gì. Ôi giời ơi. Bạn gặp cái An Cha là bạn cũng tới số rồi. Ấy. Anh em này. Hoa thơm mỗi người một tí. Ai chơi cái kiểu đấy. Ôi trận cuối này đồng đội mình máu quá anh em ơi. Thôi được, anh em có lòng thì mình cũng có dạ. Phải đi lên góp ít sát thương vào ạ. Bắn thằng sau ấy. Bắn thằng sau. Rồi. Thằng sau chết thì bây giờ chúng ta sẽ chơi sang cái thằng này. Ô chỗ này nó nhanh quá nhỉ anh em nhỉ. có nhanh quá không. Ui dồi ôi. Mình nói thật chứ không phải là Izanami đâu. Bất kỳ một con tàu ngầm nào ấy gặp cái dòng An Cha mà ba phóng lựu với hai ngư lôi ấy chỉ có khóc thôi. Khóc và tính mãn thôi anh em ạ. Ui trời ơi, chết ngay tại trận ạ. Ôi mà mình chả bắn cái gì mà sao cũng ba mạng rồi. Hư cấu.
cảm giác cái rocket thật sự nó mạnh cái nhỉ, nó sục ghê ta. À để mình bắn thử xem là cái này nó thiết kế là phóng điệu kiểu gì nhé. À rồi, anh em cứ thử tua lại sẽ nhìn thấy hai cái phóng lựu ở phía sau với lại một cái phóng lựu ở phía trước, khá giống cái con Teliki. Có cái thằng cuối cùng ở đâu? Đây vào 51, cũng Ancha Project đấy, nhưng mà ông này không đam thì AFK. Đâu ta? Ô, có khi nào thằng này nó hack không nhỉ? Nó còn chat cái gì anh em ạ? Có thấy cái gì đâu? Ô, nghe đầu tiếng do gì rào hương đo, có thấy bóng ma nào đâu? Ô, cái gì? Tôi lại quắt giò heo rồi anh em ơi. Anh em xem clip như thế này nó hơi bực mình đấy. Mình cũng thấy bực mình. Ôi giời ơi, mày ở đâu? Tao ở đây này. Một loài dứt khoát, thằng nào sống ác. Đầu thai mẹ hết đi. Chơi kiểu này chơi làm cái gì? Ô chịu anh nhá. Trận này được có hơn 400k đam, hay là mình thoát trận ra nhỉ? Thoát trận ra tìm trận khác. Bực mình ghê đấy. Ôi, có lẽ là xin phép anh em mà đi tìm trận khác nhá. Không, đây, hình như nó ở đây này. What the hell, mình đang định tìm thoát trận ra tìm trận khác. Rồi, mày sát con nhà bà Định rồi. Đó, đi lên đây là thấy, Ui trời, tưởng thế nào. Chỉ nhận 5 thằng thì không tìm thấy một thằng. Tao mai tao mang con này sang tao thoá mạ mày luôn đây. Tao chờ mày xót hết cả ruột. Cho mày chết. Ui trời ơi. Cuối cùng là cái con Heli của mình ăn được tiếp một mạng nữa. Tổng cộng là 4 mạng. Nhưng mà thôi, mình sẽ đi công hiến cho anh em một trận khác. Trận ý nó bựa quá anh em ạ. Chơi cái kiểu núp thế là mình cảm giác là nó không fair play. Mặc dù là cũng có thể là do cái team mình check không ra, nhưng mà thôi phải thông cảm. Chơi cái kiểu thế là chơi nó không công bằng. Anh em nhìn những trận ý cảm giác nó mất vui đúng không? Đang lành tự dưng lại bắn hết 4 ông, tự dưng lại này nói ra một ông ấy. Không thi đâu. Lúc đó mình tưởng ông ý hack ra. Lại vịnh Viking tiếp ạ. Nhưng mà trận này là một trận đấu bất lợi rồi. Nhìn cái đội hình thấy rõ ràng rồi. Bên mình làm gì có ông sân bay tấn công đâu, toàn sân bay bình thường. Mình nghĩ là cố gắng khắc chế được cái thằng 004 thì sẽ có lợi. Team mình thì cũng cứng cựa đấy. Sẽ phải IT Chesty đấy anh em ạ. Nó cũng đỡ được một phần nào. Rồi, làm lại. Lý ra là xong trận trước nhưng mà thôi, làm lại. Gì à? Cái gì đây? Ô, sao nó cứ giật người ta? Tao sự bay nhá, thấy hơi nóng mắt rồi đấy. Mình thấy hơi nóng mắt thằng tàu sân bay rồi đấy. Chết. Ấy chà chà, hay. Quá hay. Yên tâm đi. Rồi ai cũng phải trả giá thôi. Gặp hết mấy 31 chứ nè. Một đánh một thì tao không sợ mày đâu. Tôi cảm giác nó hơi giật đấy nhỉ. Bực mình cái thằng tàu sân bay rồi đấy. Góc này không bắn được. Khóa mục tiêu. Hòa ra với chúng tôi nè. Thôi ông ơi, yêu cầu ông đừng có che chắn cái tầm nhìn của chúng tôi nữa. Giờ nghèo mà. Hỗ trợ thì chẳng thấy hỗ trợ được cái gì.
Nào nào, tôi bắn thì để cho tôi bắn hẳn hoi nha. Cái góc này nó đang đẹp anh kìa bạn. Góc này bắn đẹp quá anh em ơi. Ông nào cũng có thể bắn được nha. Ngắt giò heo là sướng quá anh em ơi. Cái góc này bắn nó rất quê. Quê X51. À xin lỗi anh em, cái đếp 17 bắn tầm này thì nó hơi gần. Cá nhân mình đánh giá là cái góc này bắn thì nó hơi gần. Rồi, bắn được cứ bắn. Bắn được cứ bắn. Ôi, có thể chạy à? Ai chơi cái trò gì đang đi đang lành thì đi chạy. Rồi, cái góc này là chơi được này. Thấy nha, thấy nha, không phải là không thấy đâu. Rồi, dừng lại đây nhá. Rồi, bên chúng ta sẽ quay đầu tàu này. Để địch của các tàu sân bay tấn công thì nó hơi khó chịu một tí, anh em thông cảm. Quay tiếp. Rồi, anh em chờ tí nhá. Những cái trận đấu mình đã phải chuyển hướng đổi pha như thế này là đảm bảo chúng nó chỉ có toang thôi. Bạn ba hô là toang này. À rồi, bạn ấy vẫn cố bắn cái tên lửa nhưng mà không sao. Cái đấy thì mình có thể hiểu giống như là một lời chăn chối của bạn. Chạy với chúng tôi là chạy đi đâu. Đây, chưa biết xử thôi. Hôm nay bắn cho một cái thì thiếu, hai cái thì thừa. Ôi trận này nó căng người ta, sao từ nãy giờ địch cứ bắn có một người nhỉ? Anh em xem trận đấu như này thì cảm thấy nó mới vui, nó mới căng thẳng đúng không? Mình thì mình gặp những trường hợp này nó nhiều rồi, nó quen quá rồi. Nào, hai bên đi tụ tập vào. Nhiều khi bắn những cái trường hợp mà bắn 5 năm như thế này này, anh em nên bắn theo kiểu nườm rau gắp thịt đi nhá. Á đủ. Nhưng phải công nhận thằng S-MX31 này là nó biết chơi đấy. Máu yếu rồi đòi ra gió này. Đấy, máu yếu mà đòi ra gió anh em nhá. Ui trời ơi, bị lừa rồi. Đi ra đây để tôi quay đầu đấy. Đây vào bao nhiêu? Ui trời, bây giờ mình mới để ý anh em ạ. À, muốn ra này chiến đúng không? Ra đây. Con nào thì mình sợ, nhưng ngay cả ngầm mình không sợ đâu nhá. Quay ra cái góc này là đảm bảo là be chết của nó này. Hết giật rồi. Hai phóng lựu ở phía sau mình vẫn nhớ. Bắn chưa? À đây rồi. Bắn được rồi. Bắn được rồi. Sếp ơi. Anh em mà dự đoán đi. Dự đoán cái kèo này thằng nào thắng. Mình chấp nó kèo này mình đứng im. À sợ chạy à. S-MX31 này phải chạy. Nhìn cái khu trục kìa. Chạy chứ. Rồi. Chứ khỏi phải bẫy mồi. Chấp bạn luôn. Ok chưa? Đứng đây chấp bạn luôn. Đấy, anh em thấy không? Gặp phải Ancha Project đấy. Khổ chưa? Đó là sức mạnh của Procket kết hợp với Thai 89. Nhưng mà chấp bạn đứng im luôn là gần. Chả được. Nhưng mà nói chung là có sân bay thì nó tự sức yếu thế cô thì không sợ. À, tất cả những cái lợi thế của tàu sân bay thì nó sẽ hiện diện ở cái giai đoạn đầu trận ấy, lúc mà hai bên đang bắn nhau ấy. Và bây giờ mà địch nó chết hết rồi làm gì còn ai đâu. Lâu lâu mình không bắn cái rocket, cảm giác cái rocket hơi mạnh ấy nhá. Cái nhịp nạp lại thì nó vẫn nhanh như ngày nào ấy. Trời ơi, úi trời ơi. Đó rồi, có lẽ là clip nó chỉ làm thế này thôi thì làm nhiều nó dài quá anh em ạ, nóng hết cả máy điện thoại rồi. Bây giờ mình đã đi làm cho anh em một vài trận đấu về con khu trục hạm RF Ancha Project. Ở đây là một con khu trục hạm quá là thơm ngon. Thơm ngon bổ rẻ.
anh em nhé. À không, không biết là có phải rẻ hay không thì mình không biết đâu, cái này thì tùy từng thị trường thôi, anh em có lên thị trường ấy. Còn mình khuyên anh em là nếu xác định mà chơi một con khu chủ hạm đa năng thì anh em nên chọn con Ancha Project nhé anh em nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video tiếp theo.